thân yêu, xin chào anh em nhé. Quay trở lại vlog clip trong buổi sáng ngày mùng 1 đầu tháng 8 ngày nay thì bên em yêu tiếp tục về những cặp loa CBL mang mã số model là AM5215-95 anh em nhé. Hôm nay là em hàng về chỉ được hai đôi thôi, hai đôi duy nhất em nhá. Hàng tuyển đẹp, mẫu màu cho anh em từ thùng vạch, bát phép như phân tần, bao zin tuyệt đối. Đó. Thùng thành thì không bị xất sát cũng như móp mép anh em nhá. Ngay thì bên em yêu sẽ quay chi tiết và nội thất của cặp loa AM5215-95 này anh em nhá. Sau này thì nó chạy đời những củ bát, bát neo anh nhá. Bát neo, tép neo. Đó. Nó chạy cùng đời những củ bát như của những cặp loa 515 và 615. Đó. Ok. Nhưng mà thiết kế của nó thì thùng sâu, phân tần khủng nên cái chiếc ân của nó dài hay hơn 515 và 615 anh em nhá. Đây là củ bát của nó 265H-1 Merin Mexico anh em nhá. Nội thất thì bao zin tuyệt đối cho anh em từ mảng bát này. Đó. Đầy đủ luôn. Đây. Năm sản xuất và cũng như mã số màng sẽ gì cho anh em nhá. Đó. Mình sẽ quay chi tiết cho anh em. Đây là màng nó. Đẹp thôi rồi luôn anh em nhá. Nhưng em chỉ vệ sinh qua thôi, như là hàng bãi thì chọn rất là kỹ. Hàng bãi thì nó có sự bay màu theo thời gian, nhưng mà những cặp này thì bên em tuyển chọn rất là đẹp anh em nhé. Anh em nhìn từ phân tần, đó, phân tần mới trắng choang luôn. Anh em nhìn tụ cản, quần cản của nó rất là nhiều luôn. Nó dường như là một cái trạm biến áp của xe tăng của Nga anh em, nhìn quá khủng luôn. Đứng sau những cái phân tần của loa SR như bên dưới STX 835 và STX 738 anh em nhá. Đó, anh em nhìn quá mới luôn. Củ tép nó chạy củ bát 2408H-1. Đây là cái vết này thì bên em có thể vệ sinh rất là ok luôn này. Chỉ cần một tí hóa chất thôi nhưng mà nó sẽ sáng trưng luôn. Nhưng mà bên em yêu sẽ để nguyên mộc của nó anh em nhá. Nguyên mộc của nó vì hàng bãi thì nó có sự phai màu theo thời gian, nên là em vẫn để nguyên. Các bác nào nhu cầu vệ sinh thì bên em mình đã vệ sinh được anh em nhá. Chỉ một tí hóa chất thôi là nó sáng trưng luôn. Đó. Anh em nhìn thấy cốc phễu nhựa này. Cốc phễu nhựa sâu anh em nhá. Góc đánh rất là lớn anh em này. Đó. Góc đánh của nó 120 độ. Đấy. Nên cho cái tính tép rất là bay xa và tỏa rất là xa luôn anh em nhá. Bông để tùng vách nhất chê luôn em nhé. Em nhìn thấy cái nhựa những con ốc của nó này mới tưng luôn. Ok. Đấy. Thì bên em yêu và cặp loa zin, hai cặp duy nhất thôi. Nó là AM5215-95. Những cặp loa này thì trước đó thì bên em yêu cũng bán rất nhiều rồi. Rất nhiều rồi anh em nhé. Hàng tuyển kỹ đẹp mỹ miều luôn. Đó. Và giá thành thì bên em yêu đưa ra mức giá cực kỳ hợp lý rồi anh em nhá. Đấy. Anh em nhìn. Bốn quả như một luôn anh em nhá. Bên này. Đó. Bốn quả như một luôn. Anh em nhìn thì cái bát. Đẹp. Bên nhiều quay rất là kỹ anh em nhá. Chi tiết cho anh em từ tất cả những xương cạnh của nó. AM5215-95 hàng thì nguyên chê luôn anh em nhé. Ok. 6215-95 bằng bát rồi, xanh mướt luôn vì cái đường ngân của nó vẫn còn độ ướt này, độ ướt của cái keo dưỡng của nó anh em nhé. Củ tép này 2408H made in Mexico. Đó, phễu của nó quá mới luôn. Bên em yêu làm video ngắn để đăng tải với nhau. Bây giờ thì bên em sẽ quay lại cho anh em một chút vào cái video sau này. Đó. Video sau của nó này. Không thành nha anh em nhá. Không sứt, không mẻ gì một chút nào luôn anh em nhá. Đó. AM5215-95 anh em nhá. CBL
Phía sau thì của nó thì thiết kế đường vào của nó là đường vào new trick sẽ với công và kết hợp đường rắc xoáy trực tiếp anh em nhé, rắc xoáy trực tiếp nó sáng trưng luôn. Đó. Thơm phức anh em nhé, nguyên mùi tư bản luôn. Những cặp này thì kê trong những không gian gia đình thì cực kỳ đẹp. Thiết kế thùng của nó như thiết kế như nhập loa như 4215/95 và 7215/95 đều thiết kế thùng sâu như này anh em nhá. Thiết kế thùng rất sâu luôn. Thiết kế thùng của nó rơi vào và 45 độ sâu anh em nhá. Anh em có thể kê lên kẻ giá của gia đình nhà mình thì cực kỳ hợp lý luôn. Và mặt căng của nó nguyên bản nha anh em nhá. Bên em thì sẽ vệ sinh một chút rồi. Thơm lắm. Nguyên bản luôn. Phân tần này thì về nguyên bản thì khó có thể sửa chữa được anh em nhé. Hàng bát. Ok. Thì bên em sẽ làm đi ngắn gửi đến tập thể quý nha. Quý em nào nhu cầu đầu tư thì trực tiếp bên em yêu nha. Qua số máy 0973 096 520 và 0973 034 349 em nhé. Em yêu xin cảm ơn quý giả và quý nha. Và giá thành thì bên em đưa ra mức giá cực kỳ êm ái và bèo giặt mới chơi cho anh em đó, bao thị trường luôn đó. BMU sẽ đưa ra mức giá rất là tốt cho anh em nào nhu cầu đầu tư, vì tại cái thời điểm này thì BMU hàng và rất là nhiều luôn em nhá. Nhưng mà vừa rồi tháng vừa rồi thì cũng qua rồi, hôm nay mùng 1 đầu tháng BMU sẽ khuyến mại cũng như tặng một số sản phẩm cho anh em nào nhu cầu đầu tư chốt được cặp loa AM5215/95 này thì liên hệ trực tiếp với BMU nhá. Em yêu xin cảm ơn quý giả và quý nhân.